เด้งเขาเนี่ยนักเรียนได้ทำมือที่เชิงมาแค่ไปไปทุกวันก็เป็นเรื่องนะเล่นก่อให้ทุกคนเริ่มไปดิ้งเชือกระหว่างหาโดเหลือเงินมาการเด็ดเด็กการเรียนเกิดอะไรการเชื่อมอะไรหลังเชื่อมก็ถึงแต่เขาเด็กการเรียนเนี่ยเลือกชอบเป็นชมการเด็ดมุมใดนึกแล้วล่ะเป็นว่าเทิงสุดฟาดมุมใดไปดูเสียเนี่ยมองแต่สว่างมุมใดทีนี้ก็เรียนอะไรเนี่ยดูมุมใดใบฝ่ายสุดฟาดเดียวใบฝ่ายสุดฟาดเดียวไปฝ่ายชุดภาพตัวช่องใบแล้วเดือดช่องใบเราไม่ชอบช่องใบเราไม่ชอบเดี๋ยวว่าช่องวันสว่างเราไม่ชอบอะไรอ่ะบ้าเจ๊เจ๊ช่องเดียวไปฝ่ายไปฉายฝ่ายเดียวกลุ่มใบชาติของไปฝ่ายไปฉายของช่องกลุ่มใบทีเจ้าไม่เชื่อก็ถึงชุดภาพไหนวิลูกต่างๆนี่ก็เห็นเลยเกล่ะลงไปไปฝ่ายหลายชุดภาพตัวไม่ฉายเอาเงือกไล่ครับเงือกไล่ครับท่านชุ่มลงไปไฟฉายสุดท้ายตื่นมาว่าพวกเราตื่นสว่างเข้าไปว่าตื่นเองทีนี้ก็น้อยอีกเลยล่ะนั่นบัตรเทืองนั่นบัตรเทืองของไอ้ดอกไม้ไฟโทษบอกที่เดิมนี่ของไอ้ดอกไม้ไฟบัตรเทืองไหนเขาเสียเชื่อบุญร้อยนะมีเส้นหนึ่งเดียวเนี่ยเชื่อบุญร้อย ABCD ที่เขาอันเบียดอะไรเนี่ยเรื่องตึงกว้างของวิชีของไอ้เนี่ยดอกไม้ชูของดอกโผล่cái nào đọc trước đây là thì trước đây thì trước đây thì sau đồng bài nào đọc trước đồng bài nào đọc trước đồng bài nào phổi đọc trước chủ đọc trước à phổi đọc trước chủ đọc sau ạ ngủ đây là đây chính là gì ạ đây chính là ban đồng chủ đây là ban đồng phổi đây cái hướng đi bất thường của đồng bài này nó có thể làm sao nó có thể đi giữa hai cái đại đồng bài này vì nó hướng đi bất thường mà nó có thể đi giữa hai đại động mạch có thể đi vòng phía sau của chủ mình nhìn bên hoặc là đi vòng phía trước của động mạch phổi đấy là các hướng đi bất thường của nó hoặc đi dọc theo đường ra và không phải và các bạn lưu ý cái hình A này hình A này rất quan trọng hình A này đấy, hình A này rất quan trọng vì sao cái trường hợp này có thể dẫn đến những tình huống là bệnh nhân có thể bị thiếu máu cơ tim đi là có trường hợp đột tử máu tim đây là giải thích cho các bạn biết rõ hơn về cái trường hợp đấy ví dụ đây là cái trường hợp gì ạ đối với bên phải sao bên phải sao xuất phát từ đâu xoang gì ạ đấy chỗ này xoang mạch trái đúng xoang mạch trái thì thông thường của nó thì các bạn biết là bình thường cái động mạch vành nó xuất phát một góc khoảng 90 độ so với xoang mạch xuất phát 90 độ từ cái dòng máu nó chảy rất thẳng thì trong cái trường hợp mà bất thường xuất phát này thì cái động mạch vành nó sẽ luôn luôn có xu hướng bị gập góc nó bẹp bẹp này hình nó bẹp như này đặc biệt là sao đặc biệt là trong những tình huống mà người ta vận động người ta gắng sức đó người ta vận động người ta gắng sức chẳng hạn chạy đúng không chạy đá bóng thế thì khi mà vận động gắng sức như thế thì cung lượng kim nó tăng lên đúng không thì lúc đấy là sao lúc đấy là sao các động mạch là sao nó giãn to ra đúng không động mạch chủ của phổi bởi vì người ta gắng sức rồi cái động mạch chủ của phổi là sẽ to ra thì khi mà to ra thì vô hình chung là sao vô hình chung thì cái vị trí này nó càng ép nhiều hơn và thậm chí là có những tình huống là có thể là cái động mạch này là hoàn toàn bị ép hoàn toàn luôn ép hẹp luôn và khi ép hẹp như thế đặc biệt là trong tình huống bên dưới có nghĩa là gì ạ thân chung của mạch trái lại xuất phát từ bên phải thì các bạn biết là thân chung của mạch trái chia được một phía trước và đội ngũ đúng không và khi cái động mạch cái thân chung mạch trái nó bị ép thì lúc đấy là khoảng 2/3 hoặc hơn 2/3 cái chi phối của cái cơ tim là sẽ bị gần như dừng đột ngột đó thì lúc đấy có thể dẫn đến đột tử và trên thực tế là trên thực tế người ta ghi nhận là những cầu thủ bóng đá thiếu đỉnh cao mà bị đột tử mà những đột tử đấy người ta tìm được là nguyên nhân do tim thì cái bất thường xuất phát này là chiếm là phần lớn bất thường xuất phát này và trên thực tế thì một số nước trên thế giới hiện tại đặc biệt là các khối nước châu Âu là người ta đưa ra một cái gai đài đấy tất cả những vận động viên thi đấu đỉnh cao đặc biệt là những cầu thủ bóng đá 100% là có chúng ta được mạnh 100% có chúng ta được mạnh
Trên thế là bây giờ Việt Nam nó chưa lưu tâm đến vấn đề này đâu, đúng không ạ? Thì về nếu xảy ra thì người ta sẽ phải thay đổi các cái chiến lược, đúng không? Ví dụ đây, các bạn nhận thấy đây, chẩn đoán rất dễ đúng không? Cái này là hình trên này là gì ạ? Hình trên là gì ạ? Hình trên là gì ạ? Động mạch vành phải xuất phát từ đâu? Xoang mạch bên trái và phía trái. Hình dưới sao? Hình dưới là gì ạ? Thân trung mạch cả xuất phát từ xoang mạch phải. Còn và trong hai cái loại này hình loại dưới cũng nhiều rất nhiều. Đấy. Cái loại này nếu chúng tôi gặp những trường tình huống như này bao giờ cũng khuyên bệnh nhân. Bao giờ cũng khuyên bệnh nhân vì sao đấy? Với những tình huống như này mà anh nào mà anh lại làm việc mà liên quan đến anh giỏi kháng sức, anh chạy, đúng không? Khi mà anh vận động cường độ cao thì anh có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim, đột ngột và có thể đột tử. Như vậy mà trong những tình huống như này, đặc biệt là nếu mà trên phục các lớp mà ghi nhận ở vị trí mà cấp từ xuất phát này, nó có hẹp đấy. Từ lúc mà mình chụp có hẹp và hẹp có nghĩa là hẹp trên 50% đường kính, thì thường là những bệnh nhân này sẽ phải làm sao? Chúng ta làm gì? Ta điều trị như nào? Bảo đâu biết? À, không biết đó. Thường là sẽ cắm lại là người ta bịt cái đầu này này, cái bịt cái đầu của này này, và sẽ cắm lại cái mạch này vào những vị trí mà nó vào trong mạch cản. Một cái nữa, cái bất thường này cũng là bất thường bắt buộc điều trị. Các bạn thấy đây, các bạn nhận thấy thì bình thường sao? Bình thường cái mạch này xuất phát từ đâu? Rồi vành xuất phát từ đâu? Tương đương với chủ vị trí xoang mạch. Vâng. Trong số tình huống người ta nhận thấy là này, động mạch vành xuất phát từ đâu? Động mạch phổi. Đặc biệt là người ta gọi là động mạch vành trái xuất phát từ thân động mạch phổi, gọi là chứng nêu ANCAPA. Chứng ANCAPA. Có nghĩa là gì ạ? Động mạch vành phải xuất phát bình thường, nhưng động mạch trái xuất phát từ động mạch phổi. Nếu mà động mạch vành xuất phát từ động mạch phổi thì sao? Dẫn đến hiện tượng gì? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, vì sao? Cái máu để nuôi dưỡng mạch vành thì máu đại được rồi. Bây giờ là xuất phát từ đường phổi tiểu được rồi. Luôn luôn thấy bệnh nhân có thiếu máu, thiếu oxy. Và thường là sao? Ở cái thể người lớn này, cái thể người lớn thì thường là cái mạch vành phải đã rất to. Tại sao nó to thế? Vì nó có rất nhiều những kênh, những cái bàn hệ để nó nối sang được mạch vành trái. Đây. Những cái bảo vệ là lối sản từ phản thân cá để làm sao để phủ cái máu của thì vì khi đi động mạch vành trái và vành trái nó xuất phát từ cái tiền tuần hoàn, như vậy mà sẽ luôn luôn dẫn đến việc thiếu máu và sẽ có cái bản bệnh lối như này. Đấy, đây là thể người lớn nhé, để thể người lớn, còn thể trẻ con nếu mà thể trẻ con mà không phát hiện sớm thì thường là 90% tử vong, 90% tử vong. Đấy là một trường hợp mà chụp ở bệnh mai đấy. Một cháu nhỏ 11 tháng tuổi rồi. Đây là cái điện thăm dò của cháu, là nhịp tim của cháu là 143 tim một phút. Thì các bạn có thể thấy ở vị trí này là đây là cái động mạch chủ, đúng không? Thì động mạch vành phải xuất phát từ động mạch chủ bình thường. Nhưng mà sao? Động mạch vành trái đây. Đây là động mạch chủ nhé. Động mạch vành trái lại xuất phát từ động mạch phổi này. À, xuất phát từ động mạch phổi này. À, thì đây chính là trường hợp của chúng ta các bạn. Và trường hợp này cháu này rất là may mắn là cháu được thấy ở thời điểm đấy chưa suy tim nặng và cháu được mổ luôn, cắm lại cái đầu vành vào vị trí bình thường đó. Bây giờ cháu hành động, cháu này là con của cái anh này, còn một vị giáo sư về cái gì cháu của chúng ta các bạn. Một cái nữa là cầu cơ vành vành, các bạn nghe cầu cơ vành vành bao giờ chưa? Cầu cơ vành vành có nghĩa là sao? Các bạn nào biết được thuật ngữ cầu cơ vành vành không? Theo các bạn hiểu cầu cơ mạch vành có nghĩa là gì ạ? À, cầu cơ mạch vành thì các bạn biết là gì ạ? Bình thường cái động mạch vành ấy, bình thường cái động mạch vành nó chảy ở cái thượng thân mạc và nó không dính gì cơ tim này. Đây là cơ tim này, đây là động mạch vành. Vì trong cái trường hợp cầu cơ mạch vành có nghĩa là cái động mạch vành đấy nó có hướng chạy bất thường, thường là vào trong và chuyên vào cơ tim. Đấy, cái đoạn ở trong cơ tim nó gọi là đoạn đường hầm nó chui trong cơ tim, và khi cái đoạn đường vành nó chui trong cơ tim đấy thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là gì, khi quả tim nó bóp, đây là hình ảnh này, hình ảnh từ đường vành nước này,
ใครช่วยกันคืออีกว่าใช้ที่กว่าทีก็บอกเปล่าทีจะพูดแล้วทำแล้วแฉเนี่ยมันก็เลยแอบที่ลงไปแอบลงไปอยู่ที่ลงไปเหมือนช่วยเพื่อนที่ที่มาบอกความการที่ทุกแกลงไปนะแอบกว่าทีจำเชื่อมที่ลงไปเหมือนกันนี่ใหญ่ตัวปวดเลยโคเกอร์ลงไปเชื่อมได้นะฉันว่าโคเกอร์เรื่องแรกเนี่ยสำหรับโกเกอร์อยู่รู้สึกเช่นใหญ่ใหม่ไงก็เพราะนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนมีจริงไงไหมโรงเรียนวัดเสือที่ที่เราวัดแรกที่เราแอบวัดต้องเสียชื่อเงินก่อนเสือพอปีเงี้ยมันร้อยใช่ไหมปีเงี้ยมันร้อยอีกเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยโกเกอร์ชิ้นชุดใหม่เชื่อได้แค่สำหรับโกเกอร์ชิ้นชุดใหม่ก็เดี๋ยวเวลาเราเนี่ยใช้เรื่องเนี่ยโกเกอร์ที่ติดเลยโกเกอร์ชิ้นชุดใหม่จับเส้นนี้จับเส้นนี้ที่อยู่แล้วนะkhoảng từ 0.5 đến 2.5%, đó. Nhưng mà cái tần suất hoặc cầu cơ mạch vành trên giải phẫu bệnh nó cao hơn rất nhiều, 15-85%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là gì? Ví dụ các bạn ở đây có 100 bạn đúng không? Ở đây có 100 bạn. Nếu mà bây giờ tôi mới cho khảo sát mạch vành toàn bộ các bạn ở đây, thì khẳng định hơn nửa số các bạn ở đây có cầu cơ mạch vành. Đó, tôi thẳng lên thế luôn. Đây, 50 người có cầu cơ mạch vành. Chúng tôi biết là tần suất cầu cơ mạch vành trên các lớp tính rất là cao. Đấy. Tuy nhiên là sao? Tuy nhiên cái cầu cơ mạch vành này, cái cầu cơ mạch vành này nó có gây triệu chứng hay không, nó là câu chuyện khác. Đó. Ví dụ đây là như thế này, trên các lớp tính là người ta đã chẩn đoán cầu cơ rồi. Có nghĩa là cái động mạch vành nó tiếp xúc của cơ tim như này là cầu cơ rồi. Đấy. Chứ không phải nó chui thẳng cơ tim đâu. Nó tiếp xúc nó đã cầu cơ. Đấy. Và bây giờ ấy, trên thực tế là bây giờ các cái guideline trên thế giới người ta nói là người ta sử dụng các lớp vi tính đặc biệt làm dần lên hàng một lớp. Vì sao thế? Bởi vì trên trục mạch người ta chỉ nhìn thấy động mạch vành, không nhìn thấy cơ tim, đúng không? Đấy, còn trên các lớp vi tính này, trên các lớp vi tính này người ta nhìn thấy điểm vừa nhìn thấy động mạch vừa nhìn thấy cơ tim. Cứ khi nào mà cái động mạch vành này nó tiếp xúc với cơ tim thì là không được. Tuy nhiên cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ là cầu cơ mạch vành nó gây ra hẹp cầu mạch đấy là câu chuyện. Có thể ở đây có khoảng 40-50 bạn bị cầu cơ, nhưng mà có khi chỉ một người là có hẹp cầu mạch do cầu cơ. Và trên thực tế là khi nào hẹp nặng thì khi tần tu như ca như này, khi nào hẹp nặng thì lúc đấy là sao? Đang phải điều trị. Và người ta, các bạn biết người ta điều trị cầu cơ này là ลงโลดลงโลดลงสู้ลงโลด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 ล
bây giờ là thường là làm cầu nối, không đặt stent. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết là đặt stent thì nó chỉ có nghĩa trong trường hợp hẹp của sống này, nó sớm mức là chính. Còn cái hẹp của thành của cầu cơ thì các bạn biết là cái đoạn cầu hình thành nó chui vào trong trong cái đường hầm, chui vào cơ tim. Cái stent đấy thường là có xu hướng là bị bẻ. Bởi vì sao? Bởi vì không thể chịu được cái cơ tim nó bóp suốt ngày nhỉ? Không có cái stent nào mà mình có thể chịu được cái cường độ bóp của cái quả tim, tại vì cái đoạn này đoạn đường hầm, đoạn này đoạn chui trong cơ tim. Vậy thì stent đấy là thường là nó xu hướng bị bẻ, nó bị hỏng rất nhanh. Chính vì vậy mà thường là sẽ gây ra những cái nặng cầu nối. Đương nhiên đầu tiên là cái điều trị nội khoa, bạn biết được điều trị nội khoa thường là trong trường này ra làm điều chỉ nội khoa không phải điều trị thuốc chống xương vữa đâu, thường là điều trị nội khoa để trong trường này ra làm điều. À đúng rồi, anh chuẩn bạn này giỏi quá rồi. Chúng ta làm chậm một tim, đúng không? Chậm một tim. Ví dụ chẳng hạn là bây giờ mà anh nhịp bóp 9 lần phút thì người ta sẽ cho anh bóp khoảng 50-55 lần. Sử dụng beta block, hay là người ta điều trị beta block sẽ hạ nhịp tim xuống, người ta là làm quả tim bóp chậm. Do động mạch vành, do động mạch vành có nghĩa là do động mạch vành, các bạn biết là áp lực ở trong một chủ và trong một vành của bao lớn là gì? Áp lực trong một chủ tại tuần hoàn nó sao? Nó sao? Cao sao? Cao nhất.
cao nhất, đúng không? Thế thì do động mạch là do từ cái nơi bao nhiêu cao xuống nơi bao nhiêu thấp hơn, và vị trí giò đấy có thể là điện phủ phim xoàng vành tĩnh mạch trên động mạch phổi, và dẫn đến một cái xăng một cái thông trái phải. Và đối với giò động mạch mà nói thì cái tính đến của giò có nghĩa là điện tính đến của giò có nghĩa là những cái vị trí này nó quan trọng hơn cái động mạch cây giò. Ví dụ người ta không quan trọng chuyện đây là giò tụ của thành phải hay giò tụ thành trái, cái điều không quá quan trọng bằng cái việc là giò vào đâu, đúng không? Giò vào đâu, vì sao đấy ạ? Vì nếu mà giò vào những cái vị trí như vùng tim này, bao giờ phải điều trị, vì bao giờ sẽ có những cái xăng, và những cái xăng đấy bắt buộc là phải điều trị. Còn những cái giò, ví dụ giò ở động mạch phổi thường là những cái giò nó nhỏ họ, và thường là ở người lớn tuổi thường là sẽ ít phải điều trị. Theo các bạn thì giò này giò như nào? Đây các bạn, đây hình ảnh của cái hình ảnh cắt đơn tính này, cắt ngang này. Theo các bạn thì các vùng tim thì nó nằm như nào? Vùng này vùng điện, vùng này vùng điện, đấy vùng này vùng điện, vùng tim này vùng điện, thất trái vùng này vùng phía sau này cái gì ạ? Đây cái vùng này vùng điện. Đây cái vùng này vùng điện. Nhĩ gì ạ? Nhĩ trái. Bởi vì sao? Thân trái thôi phải đối với nhĩ trái. Cái này là sao? Cái này chính là điện. Cái này là van hai lá này. Nhá. Thì phía trước này là điện. Trước thân trái là điện. Vùng này vùng điện. Thân phải. Vâng. Ngay phía trước thân trái phải là thân phải. Đấy. Và cái đồng mạch này là đồng mạch điện. Cái đồng mạch này. Đồng mạch này là đồng mạch điện. Bên này bên phải, đúng không? Đây là bên phải là cái này này, bên phải là cái co này. Đấy, thì thông thường nó được bên phải thì phía trước nó chỉ cỡ khoảng quanh 3 mm, 3-5 mm. Trong cái tình huống như này, cái bên phải nó gần như bằng nửa đầu cú, đúng không? Đây nó đi xuống bên phải 6-7 mm, 7-8 mm, và thuốc nó loang 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 vào trong bụng bên phải, đúng không? Đấy, nó loang phản đây chứ không? Giò từ ACA, từ giò từ vành phải và thất phải. Giò từ vành phải thất phải. Cái tình huống này bắt buộc sao? Bắt buộc sao? Bắt buộc phải điều trị. Các bạn biết điều trị như nào? Điều trị cái này. Mà má thì nó nhiều cái mạng nhện đấy. Nó như cái mạng nhện này. Em thường làm gì? Cái này thường là người ta sẽ làm can thiệp phần lớn là phê vời can thiệp, có nghĩa là người ta sẽ tìm một cái cuống nào, một cuống to, một giò to là luôn chọn lọc đấy, và người ta rút, nhưng không phải bằng những vật liệu nó phải trôi được, vật liệu trôi được ví dụ như hạt như ăn như này nọ trôi mất, trôi được bụng tim nó lên nó tắt là có thể lấy được phổi dù nó đang rút cả. Thường là sẽ rút một cái vật liệu nào đó mà không thể di chuyển được, thường người ta sẽ sử dụng cái coi, nó sẽ nghe coi rồi coi, tức là những cái vòng xoắn kim loại, các vòng xoắn kim loại, đấy, rồi thẳng coi đây, thẳng coi đây, nó biết vị trí này. Cầu nối một vành đấy, bạn nghe cầu nối bên này có đi, các bạn nghe cầu nối bên này có đi, chưa, đó, cũng là vận chuyển. Đối với cả bệnh lý hẹp tắc mạch vành thì nếu mà điều trị nội khoa mà không cải thiện thì bắt buộc là sẽ phải điều trị, và cái điều trị đấy nó sẽ có chia là hai loại, một là đặt stent, cơ bản nhất là đặt stent, đúng không? Cái bên vành bắt buộc là đặt stent thôi, đấy là biện pháp đặt stent. Biện pháp thứ hai là người ta mổ phẫu thuật, và phẫu thuật đấy chính là phẫu thuật làm thủ thuật vành, cầu nối mạch vành. Thì cầu nối mạch vành thì người ta, các bạn biết cầu nối có mấy loại cầu nối? Cầu nối có mấy loại? Cầu nối các thế hệ chúng ta dùng vật liệu gì quan trọng? Cầu nối dùng vật liệu gì? Cầu nối dùng mạch vị trí khác, cụ thể là mạch gì? Đấy các bạn phải biết những khái niệm rất cơ bản nhé. Bệnh nhân CABG, bệnh nhân làm vi mạch, bệnh nhân chẩn đoán CABG có nghĩa là bypass graft, CABG là coronary bypass graft, cầu nối mạch vành thì các bạn biết những
cơ bản của nó. Cầu nối này nó sẽ có hai loại, một là cầu nối động mạch, tức là người ta nối động mạch vào động mạch. Cái loại thứ hai là người ta nối tĩnh mạch vào động mạch, tĩnh mạch vào động mạch. Thì tĩnh mạch ở đây người ta sẽ dùng điểm tĩnh mạch hiện tượng. Và biết tĩnh mạch hiện tượng nó nằm đâu? À, tĩnh mạch hiện tượng nó nằm ở chân, đúng không? Tĩnh mạch hiện tượng nó rất là dài, đúng không? Nối từ lùi cái tĩnh mạch hiện tượng nó từ lùi xuống cái tận này như là sát dưới cẳng chân. Thì cái tĩnh mạch hiện lớn người ta có thể cắt bằng nhiều đoạn, thậm chí là một cái tĩnh mạch hiện lớn người ta không thể làm tối đa. Bây giờ hiện tại Việt Nam cũng biết là có trường hợp là có bệnh nhân là nối tổng cộng khoảng 12 cầu nối, cơ cứng tắc này nối tắc nối ta làm 12 cầu nối. Và để ta làm được cái 12 cầu nối này thì bắt buộc là gì, phần lớn là người ta dùng cầu nối tĩnh mạch, vì cái tĩnh mạch hiện rất là dài đó, phải cắt bằng nhiều đoạn, cắt bằng nhiều đoạn. Còn cái cầu nối động mạch ấy, thì nó sẽ chỉ có đây. Ở bên trái thường là nó sẽ nối với cái động mạch yên thất trước như này. Đây vị trí này các bạn nhận thấy đây, đây là động mạch yên thất trước luôn, động mạch yên thất trước nó nằm đây. Thì nếu mà tắc ở vị trí này thường là ta sẽ favor cái chuyện là ta sẽ sử dụng cái cầu nối động mạch cú trong bên trái, động mạch cú trong đó, động mạch cú trong. Và viết tắc của nó là cầu đấy là cầu lima, tức là left internal mammary, tức là động mạch cú trong bên trái. Thường là người ta sẽ favor cái chuyện là bên trái thì nó sẽ là cầu nối động mạch, còn ACA thì bên phải là làm cầu nối tĩnh mạch. Đây, bên phải đây, bên phải như này người ta thường là làm cầu nối tĩnh mạch, còn bên trái thì người ta sẽ làm cầu nối động mạch cú trong. Trước đây người ta có thể sử dụng cái quay, người quay là một cái tay này, người cắt một đoạn quay là cầu nối. Nhưng mà người ta nhận thấy là cái tỷ lệ mà sử dụng cái quay làm cầu nối là bị cắt lại rất nhanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái quay là cái mạch khá là mạnh, mạnh tương đối mạnh, nối vào làm cầu nối thường là tỷ lệ cắt bản cao. Và cái lưu lượng của cái động mạch vú trong trái đi qua đây nó là chính vậy, bao giờ bên trái là phù hợp cầu nối lima chứ. Khi nào cái động mạch vú trong này một kích thước quá bé, hai là cái động mạch vú trong này nó có thể có tình trạng hẹp từ bước này nọ, thì lúc ấy là sẽ đây, đây chính là cái cầu nối để giúp các bạn làm đây. Đâu vậy này, đâu vậy gì các bạn? Đâu vậy này, đâu vậy gì ạ? Chính xác là liên thân chưa? Đâu vậy này bị sao? Đấy, đồng mạch này chính là tình trạng sơ vữa, các bạn có thấy này. Nó là hình ảnh của các bạn chẳng hạn. Có nghĩa là cứ là tắc hẹp này theo. Vâng, có đoạn hẹp, có đoạn không. Đặc biệt là trường như này thường là rất nhiều vôi, trên con đường này rất nhiều vôi. Và khi cái động mạch nào nó nhiều vôi thì thường là không đặt hẹp. Đấy, các bạn biết cái điều cơ bản này. Khi mà cái động mạch nào bị hẹp, tắc và do nhiều vôi hóa là hầu như nó sinh ra tiền rất là sợ. Bởi vì tỷ lệ thất bại do cái tổn thương từ động mạch do vôi là rất cao. Và lúc ấy là trên cái tình huống hẹp do sơ vữa vôi nhiều thì luôn là phải vừa sử dụng cầu nối. Đây chính là một cầu nối, vâng, cầu nối đây, cái này cầu nối này chính là cầu lima đấy, cầu lima. Các bạn nhận thấy cái cầu nối ấy, các bạn nhận thấy là cái cầu nối động mạch nó khác cầu nối tĩnh mạch ở chỗ là gì? Cái cầu nối động mạch bao giờ hai bên cái cầu nối này bao giờ nó có những cái này cái hai bên của cái cầu nối động mạch, cầu nối đặc biệt cầu nối lima bao giờ hai bên của nó có các clip đẹp không? Clip đấy là gì? Các bạn biết là cái động mạch vú trong này nó ở như thế này, nó nuôi phần dữ này, nó rất nhiều cái nhánh con ở bên hai bên của động mạch vú trong. Thì bắt buộc khi người ta kéo động mạch vú trong này ra khỏi vị trí bình thường của nó, bắt buộc phải kẹp hết tất cả cái nhánh bên, kẹp hết nhánh bên, thì chính vậy là cái cầu nối động mạch là sao? Nó bao giờ nó có clip. Còn cầu nối tĩnh mạch là sao? Tĩnh mạch là nó cái tĩnh mạch lớn này nó có nhánh gì đâu, đúng không? Tĩnh mạch lớn nó cả cái đoạn tĩnh mạch thẳng. Thường là cầu nối tĩnh mạch nó sẽ nhánh như vậy. Cầu nối tĩnh mạch nó sẽ nhánh như vậy. Tuy nhiên là giữa cầu nối động mạch với cầu nối tĩnh mạch thì cái nào thì có cái tỷ lệ cái hẹp cao hơn? Theo các bạn. Tại sao vậy ạ? Tại sao vậy? Mềm hơn, sáng hơn thì nó cũng là một tình huống gì. Cái điều quan trọng nó là gì ạ? Nó chính là tính thần nhận.
khi người ta nối bản chất người ta nối động mạch và động mạch, thứ hai cấu trúc đấy đều có các cái lớp của mạch giống hệt nhau, nó khác cái việc là ta nối tĩnh mạch vào động mạch, ta nối tĩnh mạch vào động mạch. Chính vì vậy mà thường là cái gì ấy của những cái tắc lại của cầu nối tĩnh mạch cao hơn, thường là cầu nối động mạch nếu người ta nối tốt nhé, có thể được đến điểm 10 năm thì có thể tắc lại 10 năm cầu này tắc, nhưng tĩnh mạch thì sao, có thể là 5 đến 8 năm. Tỷ lệ tắc lại của nó là như vậy. Và hiện tại bây giờ trên chụp các lớp tĩnh mạch vành để đánh giá cái hẹp tắc cầu nối là bây giờ người ta không cần cái lớp để người ta chẩn đoán nữa, và chụp ra nhá, các bạn thấy không, rất đơn giản, chụp ra được đấy, thấy cầu nối có tắc không, nhạt không. Đây là đây, một cháu bệnh nhân nam 77 tuổi, bệnh nhân này có đặt cầu nối không, đặt cầu nối rồi, sau đặt cầu nối khoảng 2 năm thì bây giờ bệnh nhân đau ngực trở lại, vì cơ lực đau ngực tái phát. Thì từ tình huống này các bạn sẽ thấy là có cái điều có điều đầu tiên là theo các bạn có mấy cầu nối và đặt cầu nối cùng nó gì nhìn thấy có vẻ có hai cầu nối đúng không, nhìn thấy có vẻ có hai cầu nối, đương nhiên rồi, cầu nối bên này, cầu nối ACA đây bao giờ cũng là bên phải, cũng là bao giờ là sẽ lấy những cái điểm trái là kéo nhưng mà cũng trong trái thì bên trái kéo bên phải rồi lại một bên phải, bên phải là cầu nối tĩnh mạch, đây là cầu nối tĩnh mạch, cầu nối này cầu nối thông rất tốt này, cầu nối này cầu nối nối vào cái động mạch mũ, cầu nối này nối trong mũ vị trí này hẹp, bạn thấy không, nhìn thấy vị trí này không, có hẹp cầu nối này, những đấy chứ không phải là quan trọng, hẹp có thể nó chưa gây từ máu nhưng cái này nó tắc cái cầu nối đây, các bạn nhìn thấy đây có cái núm núm này không, nhìn thấy núm không, đây hình tái tạo đây, hình tái tạo cái núm này phía xa nó đen xì này, đây chính là hình ảnh điển hình của một cái tắc cầu nối. Trên thực tế khi hỏi bệnh nhân này là ba cái cầu tĩnh mạch hiển, ba cầu tĩnh mạch hiển, nhưng mà trên phim các lớp chúng tôi có thể chẩn hai thì rõ ràng là tắc, đấy chính là cầu nối bị tắc, còn mỗi cái núm một cái góc cầu nối, đây bạn thấy không, như này có mỗi cái núm này không, thì có nghĩa là giải những cái triệu chứng bệnh nhân là toàn bộ cái vùng của cái động mạch vành nối cầu đấy là bị ảnh hưởng và dẫn đến bệnh nhân bị ảnh hưởng của mình và đau ngực trở lại. Một cái nữa là van tim, đúng không, nối là van tim, thì van này van tim đây bạn, van này van gì ạ, van này van gì ạ, van này van van chủ chi, đúng không, van chủ van của chủ thì các bạn thấy là trên hình ảnh các lớp vi tính nhìn rất là đẹp đúng không, van có ba lá mảnh như này đấy, ba lá thì các lá van của chủ tên gọi gì vậy, có bạn nhớ không, lá van của chủ à, lá trước lá liệm lá phải là trái lá sau lá không có lá không phải nó chỉ có xoa không phải đó, nó chỉ có gì ạ, đây là cái xoa này, cái này là cái xoa này, còn đây là cái lá sắc đúng không, cái này là xoa bên phải, cái này là xoa bên trái, đây là xoa bên phải, đây là xoa không phải, đây là xoa bên trái, như thế có ba xoa khác nhau, lá van nó khác đấy. Và thường là gì ạ, trên phim chụp cái lớp vi tính để thấy được hình ảnh này, người ta gọi hình ảnh giống từ lực lượng xe Mercedes ấy, đóng van đấy, đóng van đúng không? Đóng van tức là thường người ta sẽ cải tạo ở những khi còn chưa. Và các bạn biết là gì ạ? Trên phim chụp các lớp tĩnh mạch vành cải tạo sẽ là sao? Có bao giờ nhìn thấy cái hình ảnh này không? Chụp các lớp tĩnh mạch vành có nhìn thấy van được một chút không? Các bạn cứ suy luận. Để hiện được mạch vành thì bắt buộc không nó sẽ bó rồi. Sẽ có song vành không? Sẽ có song vành thì sẽ sao? Sẽ là không? Luôn luôn nhìn thấy van, luôn luôn nhìn thấy van hồng tụ. Các bạn biết rồi nhỉ? Chụp các lớp vi tính mạch vành sẽ luôn đánh giá được van hồng tụ và luôn đánh giá được van hay là luôn luôn đánh giá được van hồng tụ của van hay là. Bởi vì sao thế? Để chụp các lớp vi tính mạch vành bắt buộc thuốc cản quang phải có trong miệng, nhĩ trái, thất trái, và cái điều này. Và để thấy được ba thứ đấy thì luôn luôn sẽ nhìn thấy cấu trúc van giữa các cái cấu trúc đấy, đây là van hai lá và van một chú, đây là tình huống là van một chú thường ba lá như này, cái này sao, cái này mười lá đấy,
โมทนาให้มากบุญบุญล่ะครับบุญล่ะก็ได้ครับใช่ครับบ้านสุขายล่ะเนี่ยครับสุขายล่ะสุขายล่ะบ้านดีก็จะร้อยละเดียวโดยเรื่องเป็นวัตถุสมซึ่งว่าถูกดีที่ว่าสุขายล่ะเครื่องเนี่ยเลยแห่บ้านให้ล่ะเครื่องเนี่ยแห่บ้านให้กับยันแห่บุญล่ะนะครับให้ล่ะแห่บุญล่ะบุญล่ะคุ้มเลยบุญจะได้ทำให้ถึงนี่แหละบ้านล่ะแต่ยังตั้งเริ่มจริงเราไม่จะส่งตื่นเข้าสมุดตื่นสุดาสุดก็ทำหมดครับอาจารย์มีว่าเมียเมียดีไปส่งตื่นก็ตื่นได้หวานอะไรอย่างนี้ง่ายหน่อยมาร์คเอฟิกเรเจอร์อิมเมจิ่งเอ็มไรน์ของเราในชื่อเราบอกเอ็นเนอร์เมอร์เรอร์